Top 8 quái vật huyền thoại của châu Âu. Văn hóa dân gian nào cũng vậy, luôn luôn xuất hiện những quái vật hoặc tốt hoặc xấu. Hình ảnh những quái vật đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của con người thông qua những câu chuyện thần thoại, và từ đó, hình ảnh của nhiều loại quái vật đã trở thành huyền thoại. Hôm nay, Ký Sinh Não xin đem đến cho các bạn 8 quái vật huyền thoại trong văn hóa châu Âu qua video dưới đây nhé. 1. Kelpie. Kelpie hay còn được gọi là ngựa nước hay hà bá là quái vật trong thần thoại châu Âu. Chúng được mô tả là một sinh vật huyền thoại thường biến dạng thành một con ngựa trắng với sở thích dìm chết những người khách qua sông. Chúng sống ở các con sông và hồ tại vùng Scotland. Nó thường được gọi là ngựa nước bởi hình dáng bên ngoài trông giống như một con ngựa bạch. Nhờ vẻ ngoài đẹp rạng rỡ mà Kelpie đánh lừa được rất nhiều người. Một khi đã cưỡi lên, nó sẽ đưa nạn nhân tới chỗ vùng nước sâu và ăn thịt. Nó còn được biết đến với khả năng biến hình thành những cô gái xinh đẹp quyến rũ ở tư thế lõa thể để dụ dỗ nạn nhân. Hầu hết những người dân sinh sống ở các vùng đất gần nguồn nước Scotland đều có một truyền thuyết dị bản về con Kelpie này. Kelpie chính là những linh hồn dưới nước có thể thay đổi hình dạng trong thần thoại Scotland. Chúng thường có hình dạng là một con ngựa. Thỉnh thoảng, một số câu chuyện còn cho rằng quái vật hồ Loch Ness chính là một con Kelpie. Nguồn gốc của con thủy quái này được cho rằng hình thành từ niềm tin của con người với thần linh. Họ muốn xoa dịu các vị thần linh bằng sự hy sinh của mình. Ngoài ra, câu chuyện về nó để cảnh báo những đứa trẻ tránh xa những vùng sông hồ nguy hiểm, hay là để cảnh báo phụ nữ và trẻ em cảnh giác với những người lạ mặt. Một dị bản khác của Kelpie là quái vật Glaston trên đảo Nikkur, Iceland. 2. Basilisk. Basilisk là một con quái vật gần giống Chimera. Basilisk sinh ra từ trứng cóc hoặc trứng mãng xà do một con gà trống non ấp. Những con quái vật này khi nở ra có hình dạng nửa chim, nửa rắn và đều rất xấu xa. Do đó, Basilisk được xem là giống loài sinh vật nguy hiểm nhất trong thế giới thần thoại cũng như cực kỳ thù địch với loài người. Cơ thể của Basilisk là những mảnh vá mang hình gà trống, rắn và rồng được ghép lại với nhau. Nó thường được mô tả có hình dạng con gà trống, đầu có lông và có cặp chân. Đôi cánh rồng của nó mọc tủa ra từ phần vai và kèm theo đó là một cái đuôi dài ngoằn ngoèo. Mặc dù loại Chimera này khá nguy hiểm, nhưng kích thước cơ thể của chúng là rất nhỏ. Ngoài ra, Basilisk cũng được miêu tả là một con rắn khổng lồ có đầu gà hay cặp cánh. Tuy nhiên, nó lại có cách di chuyển khá dị thường. Không giống như những con rắn khác, thay vì trườn bụng trên mặt đất thì nó lại bò về phía trước với nửa thân trước vươn cao khỏi mặt đất. Các truyền thuyết kể rằng Basilisk có thể giết chết hoặc làm bị thương một người đàn ông bằng 5 cách khác nhau. Vũ khí giết người nổi tiếng nhất của Basilisk là cái nhìn. Trong các chuyện kể lẫn thần thoại ở nhiều nền văn hóa khác nhau, ánh nhìn của Basilisk đều được miêu tả là sẽ đoạt mạng người ngay lập tức. Basilisk cũng sở hữu nọc độc chết người từ khoảng cách xa cả mét. Một câu chuyện cổ kể rằng, khi chiến binh nhúng ngọn giáo vào nọc độc của Basilisk, ngọn giáo đó có thể giết chết bất kỳ người hay động vật nào chạm qua. Vũ khí thứ ba của Basilisk là hơi thở. Tuy không ai dám chắc Basilisk có thể phun lửa hay không, nhưng hơi thở khủng khiếp của nó đủ khả năng làm cây cối khô héo và con người trở thành tàn tật. Ngay cả khi không tiếp xúc với hơi thở, nọc độc hay ánh nhìn chết chóc của con quái vật, thì con người vẫn sẽ dễ dàng bị giết chết bởi tiếng rít. Basilisk có tiếng rít nửa người, nửa chim, nửa bò sát của nó. Không chỉ con người mà đến động vật cũng đều sợ hãi trước Basilisk. Mỗi nơi con quái vật đi qua, chim chóc đều bị hơi thở khủng khiếp cùng linh hồn xấu xa của nó thiêu cháy nếu ở quá gần, còn rắn rết đều bỏ chạy. Đặc biệt, Basilisk rất thích ăn thịt người. 3. Black Shark. Black Shark hay còn gọi với nhiều cái tên khác nhau như Old Shark hay đơn giản gọi là Shark. Những cái tên đó để chỉ một con chó đen ma quỷ đi lang thang khắp các vùng quê xưa ở Anh. Sự xuất hiện của con chó ma Black Shark như báo hiệu một điểm xui rủi cho những người nhìn thấy chúng. Theo mô tả từ nhiều sách xưa, thì Black Shark có hình dáng như một con chó và có kích thước của một con bê hoặc ngựa. Nó là một con chó màu đen to lớn, có bộ lông xù và đôi mắt to. Một số văn bản biến thể ghi nhận đôi khi Black Shark chỉ có một con mắt duy nhất ở trán. Black Shark hình thành và phổ biến nhờ văn hóa tránh cho trẻ em đi ra khỏi nhà vào lúc trời tối. Hoặc có những câu chuyện nói về những kẻ buôn lậu ở nông thôn tránh những ánh mắt tò mò của người dân.
có nhiều nhân chứng cam đoan đã nhìn thấy Black Shark, hay chỉ ít là những dấu vết cho thấy sự tồn tại của nó. Người ta nói rằng nó là một con chó ma với bộ lông đen xì, vóc dáng to cỡ một con bê hoặc một con ngựa, và đặc biệt đáng sợ là đôi mắt của nó, một đôi mắt rực lửa mà đứng từ xa người ta vẫn có thể nhìn thấy nó xuyên qua lớp sương mù. Black Shark thường hay đi lảng vảng trong các khu rừng, đầm lầy và nghĩa trang. Bóng tối và sương mù là đồng minh của nó, càng khiến Black Shark trở thành một huyền thoại đáng sợ. Chỉ cần nghe tiếng chu của nó vang vọng trong đêm tối cũng có thể khiến những người dũng cảm nhất phải đóng bỉm, thậm chí có người đứng tim mà chết vì sợ hãi. Tuy có tiếng gầm rú ghê sợ nhưng Black Shark lại di chuyển đặc biệt nhẹ nhàng, không gây bất cứ tiếng động nào, càng củng cố thêm giả thuyết của người dân bản địa về một con chó ma. Một báo cáo được ghi nhận lại bởi nhiều nhân chứng ở nhà thờ Stratford vào năm 1577 về một cuộc tấn công bởi một sinh vật to lớn và đen xì, giống như một con chó ngao khổng lồ. Nó đã giết chết hai người và làm đổ sập cả mái nóc nhà thờ, để lại những dấu chân rực lửa trên đường nó đi qua. 4. Strigoi. Trong thần thoại Rumani, Strigoi là những linh hồn gặp khó khăn ở thế giới bên kia và tìm cách quay trở lại trần thế. Khi thành công, chúng sẽ mang trong mình sức mạnh kỳ diệu cũng như cơn khát máu điên cuồng. Với khả năng tàng hình, biến thành động vật, Strigoi có thể điều khiển tâm trí người khác khi bị hút máu, thức dậy khỏi ngôi mộ của mình vào mỗi buổi đêm. Chúng tìm đến những ngôi nhà trong làng và hút máu những người không may mắn. Có rất nhiều câu chuyện về những quái vật này. Thường thì Strigoi sẽ báo cho nạn nhân trước vài ngày bằng cách gõ cửa. Nhà nào bị gõ cửa thì sẽ có ít nhất một người trong gia đình chết một ngày sau đó. Strigoi đã gây ra nỗi sợ hãi bao trùm tất cả những nơi nó đi qua. Cách duy nhất để tiêu diệt chính là tìm được ra ngôi mộ của chúng, đào và đốt xác. Chỉ có như vậy, Strigoi sẽ không thể nào quay về được nữa. Cho đến tận ngày nay, ở một số nơi vẫn còn tục lệ đào mộ để đốt khi xuất hiện trường hợp có nhiều người chết trong cùng một năm. 5. Garorup. Đây được coi là một phiên bản ma sói trong văn hóa của người Pháp. Ma sói này rất đặc biệt. Chúng đi bằng hai chân, có thể biến đổi từ sói sang người theo ý thích, nhất là vào những đêm trăng tròn. Đặc biệt, Garorup giữ được trí thông minh của con người nên nó cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ và tàn nhẫn nhất trong các loài quái vật. Thật ra có thể nói người sói giết người chỉ có một nguyên nhân. Người sói giết người để sinh tồn vì tất cả mọi người đều căm ghét và muốn giết người sói. Đây là những người sói không mang tính cách tàn bạo, dã man như những người sói khác. Tuy nhiên, không ai biết rõ khi người sói biến hình vào lúc nào. Nhưng nhiều người cho rằng, người sói biến hình vào đêm trăng tròn khi hoa phụ tử nở. Có một số truyền thuyết cho rằng, chỉ có người sói mới có thể đánh bại được ma cà rồng, và luôn là khắc tinh truyền kiếp đối với ma cà rồng. Một phát cắn của người sói có thể gây vết thương hoại tử cực kỳ nghiêm trọng. Độc tố từ vết cắn không những ngăn cản khả năng tái tạo vết thương của ma cà rồng, mà còn khiến nó trầm trọng hơn. Nhưng vào thời Trung Cổ, người ta tin rằng nếu lúc còn sống là người sói, còn lúc chết đi sẽ hóa thành ma cà rồng. Người sói hiện nay luôn là chủ đề của những cuốn sách hư cấu hiện đại. Mặc dù người sói được cho là có những đặc điểm khác biệt trong tác phẩm văn học cũ, đặc biệt là dễ bị thương, hoặc có thể chết vì viên đạn bạc bởi đạn bạc đốt cháy và ngăn chặn khả năng làm lành vết thương. Ngoài ra, người sói cũng rất sợ loài hoa bạ sói, bởi mùi hương làm suy yếu và độc tố cực mạnh của loài hoa này có thể giết chết người sói nếu dính phải. Người sói tiếp tục tồn tại trong văn hóa hiện đại và hư cấu với việc phim ảnh, sách báo và truyền hình gắn người sói với một hình tượng trong những tạo vật dễ sợ nhất. Người sói có điểm yếu là sợ bạc và hoa bạ sói. 6. Amphialiomor. Được biết đến với biệt danh là người khổng lồ xám, Amphia, một sinh vật huyền thoại với cái tên nghe như I am fear, tạm dịch là ta là nỗi sợ hãi, có thể là động lực để bạn từ bỏ leo núi tại Scotland. Theo như mô tả, sinh vật này có thể được coi là người tuyết. Chúng không tấn công con người nhưng nhiều người cảm nhận và tin vào sự tồn tại của nó. Phialia rất hay hoảng sợ, chạy rất nhanh và hay lẩn trốn. Cho tới nay, vẫn chưa ai có một bằng chứng đủ thuyết phục để chứng minh xem Phialia có thực sự tồn tại trên trái đất hay không. Vào năm 1925, nhà thám hiểm Norman Collin đã kể về dấu chân to đùng của một loài vật kỳ lạ tháo chạy nhanh trước mặt ông khi ông chưa kịp định hình đó là sinh vật gì. Năm 1943, nhà leo núi Alexander Tunian,
tuyên bố đã bắn một sinh vật sau khi theo dõi nó trong một đám sương mờ. Điều làm người ta sợ hãi hơn nữa đó là rất có khả năng Amphia chính là Broken Spectre, một hiện tượng quang học. Một người đứng trên đỉnh núi cao, trong một điều kiện thời tiết nhất định có thể thấy bóng của mình được phóng đại và hòa vào với những đám mây phía dưới. Đầu của chiếc bóng sẽ được vây quanh bởi một vầng hào quang. Những người leo núi quan niệm rằng ai trông thấy Broken Spectre sẽ là điểm báo người đó sẽ chết trên núi. 7. Jan Ganger. Người Bắc Âu tin rằng khi một người bị chết do bị ám sát hay tự tử, họ sẽ hồi sinh. Nhưng khi đó, họ sẽ trở thành một Jan Ganger, con quái vật chuyên đi trả thù. Jan Ganger luôn thích bạo lực, ưa lây lan bệnh tật hiểm nghèo truyền nhiễm cho cả một cộng đồng dân cư. Bệnh tật từ người của chúng sẽ theo nạn nhân và lan truyền, gây ra những đại dịch kinh hoàng. Thông thường, Jan Ganger thường kẹp chặt nạn nhân lại, rồi cắn vào mặt. Từ đó, da của nạn nhân chuyển dần sang màu xanh. Chúng thường làm điều đó khi nạn nhân đang ngủ vì lúc đó họ ít đề phòng, cảnh giác nhất. Bệnh tật từ quái vật khủng khiếp này sẽ lây truyền sang nạn nhân và lan ra khắp cộng đồng, trở thành những đại dịch kinh hoàng, khó có thể chữa trị. Do lo sợ những người tự tử hay bị ám sát trở thành Jan Ganger, nên người ta đã thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn họ tái sinh. Cụ thể, khi người đó qua đời, quan tài chứa xác họ sẽ không được đưa vào nhà thờ thông qua cửa chính. Kế đến, người ta sẽ di chuyển quan tài 3 vòng xung quanh nhà thờ. Những chiếc xẻng dùng để đào mộ cũng phải để lại tại nơi chôn cất. Cuối cùng, người ta đặt một đống đá, cành cây nơi người đó chết để cầu nguyện cho linh hồn người quá cố ra đây bình an và không trở thành Jan Ganger. 8. Banshee. Banshee là một ma nữ trong văn hóa Ireland và Scotland. Thực chất, đây là một nàng tiên nữ đơn độc, cô quả sống trong rừng sâu. Có rất nhiều thông tin cũng như lời đồn về bề ngoài của Banshee. Đôi lúc, mụ ta có mái tóc trải dài như dòng suối và mặc một chiếc áo choàng xám phủ đầu với chiếc đầm xanh lá cây. Đôi mắt của mụ có màu đỏ do than khóc. Nhưng đôi lúc thì mụ ta lại mặc đồ trắng với mái tóc đỏ và nước da nhợt nhạt. Dựa theo câu trả lời trực tiếp từ những người dân Ireland, thường thì Banshee sẽ giả dạng biến thành những cô gái trẻ với giọng hát ngọt ngào và được giao cho một nhiệm vụ bởi một thế lực vô hình, trở thành một người đi báo tin cho một thành viên trong gia đình nào đó về số phận bất hạnh của họ. Hoặc người có thể nhìn thấy mụ vào ban đêm dưới hình hài một người phụ nữ trùm kín, ngồi nép dưới gốc cây, than khóc với khuôn mặt bị che đi hoặc bay nhanh qua ánh trăng, khóc than một cách cay đắng. Và tiếng khóc của mụ được cho là một thứ âm thanh thê lương nhất trên thế giới và báo hiệu một cái chết chắc chắn sẽ đến với thành viên trong gia đình nào đó khi họ nghe thấy tiếng khóc ấy trong đêm. Ngoài ra, huyền thoại Ireland còn thuật lại rằng Banshee là linh hồn của một cô gái trẻ đã phải chịu đựng một cái chết cay đắng và linh hồn cô ta bị lưu lạc để đi báo hiệu cái chết sắp xảy ra. Mụ ta có thể xuất hiện là một bà già với hàm răng gãy rụng và có móng tay dài, mặc một chiếc rẻ rách và có đôi mắt đỏ như máu chứa đựng lòng hận thù. Nhìn thẳng vào mắt bạn và bạn phải chết ngay lập tức. Miệng của mụ luôn mở và phát ra tiếng hét the thé như thể giày vò linh hồn của người còn sống. Dựa theo một vài câu chuyện, có những loại Banshee quỷ quyệt. Chúng sẽ cảm thấy thỏa mãn, sung sướng khi chiếm đoạt mạng sống và chúng tích cực tìm kiếm những nạn nhân xấu số để khóc than khi họ phải tự tử hoặc trở nên điên dại. Có những loại còn xé con người ra làm nhiều mảnh và những hành động khủng khiếp đó được áp dụng vào ngành công nghiệp phim kinh dị hiện nay. Có thể rất quan trọng khi nhớ rằng Banshee không mang đến cái chết. Tuy nhiên, chúng sẽ cảnh báo và cho chúng ta thời gian để chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra. Đó là top 8 quái vật huyền thoại của những người dân châu Âu. Theo các bạn thấy quái vật nào đáng sợ và có khả năng có thật nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy để lại một like cũng như chia sẻ video tới mọi người xung quanh. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.